Phong tỏa phường có hơn 40.000 công nhân thuê trọ tại Biên Hòa. Chiều 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Long Bình với 123.000 người, trong đó hơn 40.000 công nhân thuê trọ. Theo quyết định, kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 7, phong tỏa cách ly y tế 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19 toàn bộ các khu phố gồm 2, 2A, 4, 5, 5A, 8A và một phần khu phố 1, 3, 6, 7A và 8. Khu vực phong tỏa ngoại trừ đơn vị quân đội và các khu công nghiệp trên địa bàn. Tổng số hộ trong vùng cách ly phong tỏa của phường Long Bình là 41.870 với 123.339 nhân khẩu. Trong đó, công nhân lao động thuê trọ hơn 40.000 người và đây cũng là phường có số lượng thuê trọ đông nhất thành phố Biên Hòa hiện nay. Những ngày qua, trên địa bàn phường Long Bình xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 ở nhiều khu nhà trọ liên quan đến công nhân làm việc tại một số khu công nghiệp. Việc phong tỏa để lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, dập dịch. Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định về việc tiếp tục phong tỏa toàn bộ các phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân từ 0 giờ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.